Chào các chú anh chị, các bạn quay trở lại với kênh của Thành Lê USA nha. Trong video này mình sẽ cùng nhau thời sự với mọi người về tình hình cuộc chiến bên Ukraine hôm nay, bước qua ngày thứ 56 rồi và đặc biệt hôm nay là có vô số tin rất là vui luôn. Cái tin vui đầu tiên là gì? Là gấu Nga, lực lượng gấu Nga bị thiệt hại vô cùng nặng nề ở bên chiến trường Ukraine. Kể như người ta đếm được nha. Đếm được là từ ngày 24 tháng 4 tức là ngày đầu tiên mà gấu Nga phát động chiến tranh xâm lược Ukraine tới bây giờ tức là 56 ngày qua gấu Nga đó thiệt hại ít nhất cái nhà minimum 3.000 mấy trăm chiếc xe thiết giáp và xe tăng trong đó dĩ nhiên là gì 5-600 chiếc xe tăng và coi như là 2007 2008 chiếc xe thiết giáp chở quân đó, mà cô chú anh chị cũng đã hiểu cái từ mà xe thiết giáp chở quân này đó Tức là nó là một chiếc xe thiết giáp nhưng mà nó có chỗ trống để mà chứa đâu có 8-10 quân ở trong đó thấy không? Và xe chiến đấu bộ binh rồi đó Ừ tiếng Việt Nam đó là xe chiến đấu bộ binh rồi đó Thì người ta đếm được qua các đoạn video Các đoạn hình mà coi như công bố gọn gãi trên mạng đồ này kia Là coi như dựa vào tất cả những hình ảnh video mà chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy được ở trên mạng qua các thông tin về cuộc chiến Ukraine là người ta đếm được là gấu Nga đã bị thiệt hại ba ngàn mấy trăm chiếc xe thiết giáp và xe tăng các loại công nhận đó Nga phải khen là mấy gấu Nga đã đánh quá dở luôn tại vì cái lực lượng mà gấu Nga bị thiệt hại trong vòng một 56 ngày qua còn nhiều hơn là cái số lượng xe tăng thiết giáp của nguyên cái quân đội Ukraine và nhiều hơn là cái số lượng xe tăng thiết giáp của quân đội có cỡ một hai trăm nước trên thế giới tại vì sao trên thế giới này có rất ít cái số lượng các quốc gia trên thế giới mà có lực lượng xe tăng thiết giáp mà cỡ như bốn năm ngàn chiếc á mọi người có thể đếm trên đầu ngón tay nè đó, tại vì đơn giản là gì để trang bị một cái lực lượng xe tăng thiết giáp mà mấy ngàn chiếc như vậy nó quá trời tốn tiền đi và chi phí bảo dưỡng nó rất là tốn tiền anh ra đơn giản là không có không có mấy nước có thể chịu nổi cái kiểu đó đó. Ngoại trừ nó là đồ cũ như là Liên bang Xô Viết thì may ra. Ừ. Và cái quan trọng hơn nữa là gì? Cái quan trọng hơn nữa cái tin vui thứ hai, tin vui thứ hai là hôm qua, hôm kia là Gấu Nga nó bắt đầu nó phát động cái cuộc gọi là chiến chiến dịch ở vùng Đông Bắc nó đúng không? À. Thì tính tới bây giờ, tính tới ngày hôm nay, 48 giờ đồng hồ sau hầu như là lực lượng gấu Nga bên vùng Đông Bắc nó không có đạt được bất cứ cái thành tích gì hết. Chính xác là nó giống như nó bị dậm chân tại chỗ. Thì cái này là cái tin vui là sao? Tại vì như cô chú anh chị giờ mọi người đều biết rồi đó. Cái kế hoạch của gấu Nga là gì? Nó muốn đánh từ dưới nó đánh lên ha, coi cái ở trên từ cái dùng mà gấu Nga phía trên đó nó đánh xuống cái hai bên nó bao dây lên mọi người tưởng tượng như bao dây lên vậy nè. Thấy Tức là nó nó đánh cái kiểu đó là để nó bao dây lực lượng của Ukraine mở bên dùng đông bắc tới đó Hả? mọi người thấy cái kế hoạch hết chưa có nga là nó âm mưu là nó đánh từ dưới đánh lên ở phía nam đánh lên xong trên phía bắc đánh xuống là coi như là bao dây lực lượng của Ukraine nằm ở giữa dùng đông bắc vấn đề là gì mình vừa cho mọi người biết rồi đó những người tầm thường giống như mình và mọi người chúng ta còn nắm rõ cái 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 cách cái cái chiến dịch cái, cái kế hoạch đánh của mấy quốc nga trong lòng bàn tay nữa thì cô chú anh chị hãy nghĩ xem những cơ quan tình báo như là CIA của Mỹ hay là MI 6 của Anh hay là gì nè uh, 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 FSB của bên Ukraine hay các nước khác ở bên uh, NATO chẳng hạn thì cô chú anh chị nghĩ xem các cơ quan tình báo đó người ta có biết hay không người ta chẳng những người ta biết <laughs> mà người ta còn biết lực lượng của Gấu nga nó tập trung ở bên chiến dịch Đông Bắc có bao nhiêu nữa đại khái là gì, gấu Nga nó tập trung được tổng cộng là cỡ cái 77 cho tới 80 lữ đoàn chiến đấu. Tức là tương đương á, tức là tương đương với cỡ 5 60.000 quân gì đó cộng với à gì 5 600 chiếc xe tăng. Hả? nghe thì dữ à, cộng với cỡ như là mỗi một lữ đoàn uh, mỗi một cái BTG tức là một lữ đoàn mà uh, tác chiến của Gấu Nga là gồm 10 chiếc xe tăng và 40 uh, chiếc xe chiến đấu uh, bộ binh. Tức là cả 7 80 uh, lữ đoàn uh, tức là 7 80 uh, BTG đó ha lữ đoàn uh, tác chiến đó, đó. Cho nó 80 luôn chứ khỏi cần uh, 80 cho dễ tính, chứ khỏi cần bảy mấy nữa, 80 luôn á thì tính ra là gì? Cỡ 800 chiếc xe tăng, đúng không? 800 chiếc xe tăng cho nên nó, nó chơi maximum luôn á 800 chiếc xe tăng à, 3.200 chiếc xe thiết giáp không nhận thấy không dữ nha ha giờ coi như là 5-60 ngàn binh lính còn nhận cái lực cái lực lượng này dữ à nha okay, nghe là thấy. nghe về số liệu là thấy dữ rồi nha nhưng mà chúng ta phải nghĩ lại 7-80 chục ngàn cái lữ đoàn tác chiến này đó 7-80 chục mà cái btg này đó nó chỉ là bằng phân nửa lực lượng của gấu nga đó À, phát động chiến tranh xâm lược vào Ukraine hồi cuối tháng 2 thôi Cuối tháng 2 là gấu Nga nó tung tới 130 mấy lữ đoàn kiểu đó là Mà nó còn không thắng được <laughs> Bây giờ Cô chú anh chị nghĩ xem Lực lượng của nó còn có phần nữa thôi Còn có 50% thôi nó Lấy gì nó đánh Dĩ <laughs> nhiên nó sẽ đánh rồi đó Nó chẳng những nó đánh mà người ta còn cái quan trọng nữa là gì? bên mỹ với bên nato với bên ukraine người ta thừa biết nó sẽ đánh kiểu như thế nào nữa cái đó cái máu chốt nằm chỗ đó, đó. tức là gấu nghe chẳng những cái lực lượng nó yếu hơn mà nó còn bị phát hiện nữa mà chẳng những người ta biết nó phát hiện đó mà gì mà cái cái mấu chốt cái dở của mấy con nga đó là gì bên phía mỹ với nato sẽ biết cái cách đánh của mấy con nga đúng không <laughs> và từ cái trên phía bắc mà xuống phía nam kiểu đó đó nó chỉ đi qua được vài tiếng đường thôi à cái mối cho cái hay ho bên phía mỹ với nato với ukraine là nằm chỗ đó người ta biết chắc chắn là gấu nga nó phải đi qua những cái những cái thao những cái thành phố mà dọc biên giới đó đó những cái tiếng đường những cái cầu ở đó thì cái việc đơn giản còn lại mọi người cô chú anh chị nghĩ xem giống như là cô chú anh chị mà biết Một uh, kẻ địch nó đi qua cái khu vực nào thì cái công việc mọi người làm là gì chặn đầu đón ngõ để mà phục kích đó thì lực lượng Ukraine người ta làm giống vậy đó <laughs> phục kích nó thấy không thì cái kết quả này y chang như mấy cái lực lượng khác của gấu nga mà lúc mà nó đánh vô trên phía bắc của Ukraine uh, vô Kiev đồ này kia mà bị đánh đánh xong rồi sau đó gấu nga nó thua đứa quân hai mấy thành phố khác như bên kho đồ đó là tại vì bên Ukraine người ta biết chắc là nó sẽ đi qua cái con đường đó tại vì nó không có đi con đường đó đi không được <laughs> nó đi đâu nó gấu nghe nó đi đâu nó làm gì mọi người cũng thừa thấy rồi đó nó cũng bị bên ukraine hay nato được ta phát hiện hết đó nó lấy gì nó trốn nó không có bao giờ mà nó trốn được hết đó mà nó không trốn được tức là gì nó bị phát hiện nó bị theo dõi mà trong chiến tranh thời hiện đại Câu nói chuyện nghĩ sao bị phát hiện bị theo dõi tức là đồng nghĩa giờ bị thua kìa tại vì chưa có chưa có tới tới được vị trí nữa là đã bị địch người ta phát hiện người ta tiêu diệt rồi là làm sao đánh <laughs> nhưng mà bỏ qua chuyện đó luôn thì cái hay ho nữa là gì là bên phía ukraine hiện giờ coi như là mỹ à, các nước đồng minh nato bên ý bên canada bên hà lan thậm chí là na uy coi như là những nước mà hồi xưa giờ không có truyền thống mà coi như Mỹ diễn như là Mỹ uh, với Canada đồ là ta có quân đội nhưng mà những nước như Na Uy là những nước mà coi như hồi đó giờ cũng khá là trung lập mà bây giờ người ta còn tăng cường viện trợ vũ khí cho Ukraine đó không mà cái gì trợ là gì viện trợ chủ yếu là gì uh, xe chiến đấu tại vì xe chiến đấu á nó nhanh hơn là sẽ tăng nó linh hoạt hơn sẽ tăng cô chú anh chị và mọi người có thể gắn rồi những cái tên lửa chống tăng những cái hệ thống chống tăng những cái hệ thống phòng không tầm thấp ở trên mấy chiếc xe chiến đấu đó nói cách khác có nghĩa là gì có thể biến một chiếc xe chiến đấu đó nhỏ hơn linh hoạt hơn ghẻ hơn chạy nhanh hơn chiếc xe tăng mà hiệu quả hơn một chiếc xe tăng à. rồi ra là mỹ với các nước đồng minh viện trợ cho ukraine pháo tầm xa mấy cái loại mà long range artillery đó Tức là những cái loại pháo tầm xa mà tầm bắn 4 năm chục cây số Thì như hồi nãy mình đã nói đầu video đó Tại vì lực lượng của Ukraine với Mỹ NATO ta thừa biết Gấu Nga nó phải đi qua, chắc chắn nó phải đi qua những con phố đó, những con đường, những con lộ đó Những cây cầu đó Thành các cái việc đơn giản còn lại là gì? Ukraine chỉ cần chọn một cái vị trí thích hợp Để mà phục kích tụi nó Để mà chặn cái đoàn xe nó lại Và sau đó là gì? Pháo binh mà pháo kích vô perfect Mà <laughs> chứ anh chị cũng thấy kết quả là đầy trên video Ở những cái chiến trường khác bên Ukraine này đó Là coi như là xe gấu Nga đó nghe nó bị bắn trái gụi mà coi như là không còn mà nhận ra miếng sắt luôn Đó là cái kết quả nó vậy tại vì chứ Gấu Nga nó hành nó đánh giặc là sao nó hành quân nguyên một cái đoàn xe đúng không thì Bên phía Ukraine chỉ cái gì cũng đơn giản làm là gì dùng tên nữa chống tăng đồ này kia bắn phá cái đoàn xe đó để cho nó nó, nó bị ngưng lại nó không thể chạy được nữa thì nguyên cái đoàn xe nó bị kẹt nó kẹt tức là gì nó trở thành mục tiêu mà coi như dễ bị bắn hạ pháo kích vô cái cái đoàn xe đó là xong rất đơn giản luôn công nhận mình nếu mà gấu nga mà đánh giỏi đó nghe là dĩ nhiên cô chú anh chị nghĩ xem nếu mà gấu nga nó đánh giỏi nếu mà gấu nga nó hùng mạnh như là cái tinh đồn nếu mà gấu nga nó coi như là nó là super đồ này kia đó nghe thì mọi người cô chú anh chị nghe xem ukraine có còn tới bây giờ không như là không đúng không tại cái mục đích của nga phát động chiến tranh xâm lược là gì là vô tình hay ngồi cái kiểu gì nè chính quyền ukraine nó nghe là coi như là đã bị phát xít phát xít quá cần phải tẩy phát, uh, cần phải loại bỏ phát xít ở trong chính quyền ukraine không uh, coi như là À, dân Ukraine là đa số là phát xít cả ha văn vâng, văn, vâng. Ukraine là tai sai của phương Tây đồ này kia Hả? cái cách mà Putin mà hay uh, coi như coi như là gì coi như là uh, uh, du khống Putin với câu Nga là hay du khống cho Ukraine để mà gọi là gì làm một cái cớ để mà xâm lược Ukraine đó. Hả? mặc dù gấu Nga mặc dù gấu Nga là sao mặc dù gấu Nga nó mới là phát xít thì cái định nghĩa phát xít hôm bữa mình diễn tả cho mọi người rồi đó phát xít có nghĩa là gì gấu nga nó nghĩ nó hùng mạnh nhất gấu nga nó nghĩ nó ưu tú nhất mặc dù nó nghèo mạc và nó lạc hậu không? dĩ nhiên là gấu nga nó phải nghèo và lạc hậu hơn các nước phương tây ở bên tây âu rồi đó chẳng hạn anh pháp đức đồ này kia Đấy không đó mức thu nhập bình quân cứ một người có cái GDP đầu người của gấu nga chỉ bằng cái lẻ mình xin lập lại bằng cái lẻ của dân Mỹ với dân châu Âu. mà gấu nga nó lại nghĩ nó hùng mạnh nhất ha nó bá chủ đồ này kia nó nghĩ nó là coi như là một thượng đẳng đồ, vân vân mặc dù là buông ra là buông qua trong khối châu Âu là gấu nga nó cùi bóc nhất <laughs> cô chú anh chị mà đi qua du lịch qua châu Âu hồi thời xưa nha À, mình không biết cô chú anh chị nào đã đi du du lịch qua Nga rồi thời xưa lúc mà trước khi chiến tranh lúc mà mọi thứ còn bình thường á lúc mà Nga nó còn bình thường quá quan hệ với Mỹ với châu á thì cô chú anh chị cũng phát hiện là gì mọi thứ bên cũng nghe bên Nga nó rất là ghẻ so với bên châu Âu <laughs> tại tại cái căn bản nhất có vấn đề là gì gấu Nga nó rất là nghèo nếu mà so với bên Anh bên Pháp bên Đức rồi này hai bên Ý rồi này kia nhưng mà bỏ qua cái chuyện mắc cười đó đi cái mấu chốt quan trọng là gì mấy con nga nó cùi bắp nó cùi bắp nhưng mà trái lại nó lại nghĩ nó là coi như là uh, dân tộc thượng đẳng nó, nó, nó muốn làm phát xít không phải nó muốn làm phát xít mà nó là phát xít chứ không phải muốn làm phát xít nữa nó là phát xít rồi đó Thôi, video đã dài xin chào tạm biệt mọi người nha bye bye